đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết tập 4, huyết tế nghìn rèn thuyết minh tại kênh youtube Di Cắp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Sáng sớm, đường Vũ Lân từ trong Minh Tưởng tỉnh lại, thấy mình vẫn còn ở trên bãi cỏ. Minh Tưởng ở đây rõ ràng cảm thụ tốt hơn nhiều so với ở trong nhà, không biết vì hồn lực tiến nhập cấp độ hồn sư hay vì võ hồn biến dị mà lúc tu luyện, tốc độ hồn lực tăng lên nhanh hơn hẳn trước kia. Đường Vũ Lân nhảy dựng lên, khẽ run người vẩy bớt xương sớm trên cơ thể lân 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 tiếng la nguyệt lo lắng kêu to mẫu thân con ở đây đường vũ lân vội chạy ra khỏi vườn hoa không hay rồi na nhi na nhi nó vì chạy nhanh la nguyệt thở hổn hển na nhi sao ạ tim đường vũ lân thót lại la nguyệt hít thở nhanh để lấy sức la lên nó bỏ đi nó bỏ đi rồi a à, đường vũ lân chấn động vội chạy về nhà đúng vậy na nhi đã rời đi trên giường chỉ để lại một tờ giấy phụ thân mẫu thân ca ca con đi đây cảm ơn mọi người mấy năm nay đã chăm sóc con nhưng con đã nhớ ra con là ai người nhà của con đã tới đón con con đành phải rời đi thời gian qua ở cùng với mọi người con rất rất vui vẻ con không muốn rời khỏi mọi người nhưng con đã hồi phục lại trí nhớ nó nói cho con biết con nhất định phải rời khỏi đây con có rất nhiều việc cần phải làm ca ca muội sẽ luôn nhớ tới huynh nhớ cảnh huynh đã cản người xấu bảo vệ muội nhớ những món ăn ngon huynh đã mua cho muội na nhi đường vũ lân bối rối na nhi từ khi tới đây tuy mang tới gánh nặng không nhỏ nhưng cũng đã mang tới cả niềm vui có muội muội đường vũ lân rất vui vẻ mỗi lần nhìn thấy na nhi ăn món ăn vặt mua bằng đồng tiền làm từ nghề rèn của nó nó đều rất thỏa mãn nhất là lúc na nhi vừa ăn vừa cười ngọt ngào với nó sao lại như vậy na nhi sao muội lại rời đi sao muội lại làm như vậy dù muội có tìm được người nhà cũng không thể ra đi như vậy muội không thể đi Đường Vũ Lân quay đầu chạy ra ngoài, Lang Nguyệt chụp theo không kịp. Na Nhi, Na Nhi Đường Vũ Lân nghẹn ngào chạy gọi khắp cái thành nhỏ, đi tìm cô gái nhỏ tóc bạc mắt tím. Tựa vào tường, từng giọt nước mắt chảy xuống, Na Nhi ôm chặt con búp bê vải thô sơ, trông đã khá cũ kỹ. Con búp bê này Đường Vũ Lân dùng tiền lương tháng đầu tiên mua cho cô, con búp bê có đôi mắt tím giống hệt cô, tóc của nó vốn không phải màu bạc, nhưng đã được Đường Vũ Lân mua thuốc nhuộm nhuộm thành màu bạc. Trong đầu cô, trong lòng cô chỉ tòa những hình ảnh về đường Vũ Lân. Những lúc chỉ có hai người, lúc nào đường Vũ Lân cũng cười, tìm mọi cách để làm cô vui vẻ. Nếu có ai muốn ăn hiếp cô, đường Vũ Lân sẽ luôn đứng chắn ngay trước mặt cô, dù người đó có mạnh tới cỡ nào, đường Vũ Lân cũng quật cường chống đỡ. Ca ca, ca ca. Na Nhi thì thầm, nước mắt rơi xuống thành chuỗi. Tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Chạy hết thành nhỏ, khắp các ngõ ngách, những nơi Na Nhi có thể tới, ra cả bờ biển chạy một hồi đường vũ lân vẫn không tìm được na nhi cổ họng nó đã khàn trừ tờ giấy kia na nhi còn để lại một món đồ là một sợi dây chuyền nhỏ màu bạc có treo một viên bảo thạch cũng màu bạc viên bảo thạch rất tròn có một ít góc cạnh bên trong bảo thạch có ẩn hiện hào quang bảy màu lập lòe nhìn là biết giá trị xa xỉ nhưng trong lòng đường vũ lân bảo thạch có chân quý đến mấy cũng thua muội muội của nó nó đờ đẫn tới trường đờ đẫn tới phòng rèn làm việc mấy ngày đường vũ lân như người mất hồn hôm nào cũng đi lòng vòng khắp ngạo lai thành để tìm na nhi tới tận khuya vì tinh thần không tốt nó rèn bị hỏng bị mang thiên mắng cho một trận đường vũ lân không ngừng tự hỏi vì sao na nhi lại ra đi vì sao không nói cho nó biết cô bé đi đâu chọn một tuần sau tinh thần của nó mới khôi phục một ít hồng sơn học viện đường vũ lân lâm tích mộng đứng trên bục giảng sau gọi dạ đường vũ lân đứng dậy nó đi tới bục giảng nhận thư đề cử từ tay lâm tích mộng đây là thư đề cử do hồng sơn học viện viết có thư đề cử này nó có thể tới học viện hồn sư trung cấp để xin học mọi đệ tử lớp hồn sư ở học viện sơ cấp đều được cấp giấy giới thiệu tới học viện trung cấp để tiếp tục học chỉ tiêu có một hồn hoàn là bắt buộc còn võ hồn là cái gì thì không có quy định vạn vân siêu ngồi bên cạnh nháy mắt sắp tốt nghiệp rồi chúng ta luận bàn chút đi mấy bữa nay ngươi toàn lo đi tìm muội muội ta chưa có cơ hội xem hồn kỹ của ngươi biết không hồn kỹ của ta rất lợi hại Đường Vũ Lân tức giận trừng mắt, không rảnh, ta còn có việc phải làm. Vì tội làm việc thiếu tập trung dẫn tới ra sản phẩm lỗi, nên hắn bị phạt mỗi ngày phải làm thêm 3 giờ. Vạn Vân siêu nhếch miệng, đồ nhát gan, người sợ thua ta. Đường Vũ Lân nổi giận, ta không phải đồ nhát gan, đánh thì đánh. Sau khi tan học, trong khu rừng sau trường, đằng sau Hồng Sơn học viện có một rừng cây, diện tích rất lớn, vô cùng yên tĩnh, thường ít người lui tới. Vạn Vân siêu vừa học xong, lập tức hào hứng kéo đường vũ lân chạy tới khu rừng đường vũ lân ta nói cho ngươi biết ngươi bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của ta đường vũ lân không trả lời được tới đây vạn vân siêu dừng bước tay chống nạnh không chờ đợi được nữa phóng xuất võ hồn hào quang lóe lên thanh đoàn đao xuất hiện trong tay so với hồi chưa có hồn hoàn nó to hơn một chút bên trên có thêm vài đường vân và tòa hào quang mờ mờ một cái hồn hoàn mười năm màu trắng từ dưới chân hắn bay lên vạn vân siêu thúc dục hồn hoàn lập tức đoàn đao phủ ra một làn đao mang dài hơn nửa xích thấy không đây là đao mang hồn kỹ đầu tiên của ta ta đã bỏ một vạn đồng thỉnh truyền linh sư đại nhân giúp ta chọn hồn linh hồn linh là đao bám lên trên võ hồn nên đao mang của ta chính là đánh đầu thắng đó đường vũ lân nhíu mày sao ngươi nói nhảm nhiều thế vạn vân siêu trừng mắt tới bây giờ mà ngươi còn dám nói ta nói nhảm ta là sợ làm ngươi bị thương đó mau mau nhận thua đi ta có thể tha cho ngươi, chứ còn đao mang của ta thì không có mắt đâu. Hắn vung mạnh một đường, những nơi đao mang đi qua, những gốc cây dù to dù nhỏ cũng đều bị chém đứt. Đường Vũ Lân nhíu mày, thực vật có sinh mệnh, đang êm đẹp sao lại chém đứt người ta. Vạn Vân Siêu vừa định mở miệng, đã thấy dưới chân đường Vũ Lân cũng xuất hiện một vòng ánh sáng trắng, những bụi lam ngân thảo đùn nhau chui ra khỏi lòng bàn tay. Những sợi dây lam ngân thảo dài ngoằng không đánh thẳng vào hắn, mà bắn vào không trung, tạo nên những tiếng rít gió chói tai ba, ba, ba. Ái ra. Đau quá. Đường Vũ Lân, người chơi xấu, có bản lĩnh, người tới gần ta này. Ba, ba, ba. Ai ra. Ai ra. Ta nhận thua, ta nhận thua được chưa? Làm Ngân Thảo của ngươi dùng được kiểu vậy hả? Lúc hai người từ trong rừng cây đi ra, mặt vạn vân siêu bầm dập, trên từng hẳn những vết roi. Hai người đều là con nít, chưa biết tới kỹ xảo chiến đấu làm ngân thảo nếu dùng đúng nó dài bao nhiêu là sẽ mạnh bấy nhiêu đao mang của vạn vân siêu lại vì thằng bé không biết kỹ xảo nên không rời xa khỏi người được thế nên mới tạo ra kết quả như thế tại sao tại sao hả đã có hồn kỹ ta hẳn là phải đánh thắng người mới đúng chứ vạn vân siêu bi vẫn gào lên với đường vũ lân đang viện hắn đi đường vũ lân tức giận lâm lão sư đã nói rồi võ hồn của ngươi thích hợp cận chiến phải đi theo hệ đánh nhanh nhưng ngươi béo thế làm sao nhanh được vạn vân siêu mặc kệ nhưng tại sao đao mang của ta không chém được lam ngân thảo của ngươi đường vũ lân nói đó là vì đặc tính của lam ngân thảo của ta nếu ta chưa hào hết hồn lực thì nó sẽ chém không đứt vạn vân siêu ngửa mặt lên trời kêu to ta muốn giảm béo ta muốn đánh nhanh đường vũ lân buổi tối nhà ngươi ăn cái gì ơ ờ, hình như là chân giò đưa vạn vân siêu đưa về nhà đường vũ lân chạy vội tới chỗ mang thiên hôm nay mang thiên đã ngồi trong phòng của hắn chờ hắn lão sư đường vũ lân cung kính chào mang thiên kể từ khi biết lão sư là một cường giả tứ hoàn hồn tông hắn càng thêm tôn kính mang thiên mang thiên gật đầu tốt nghiệp rồi đường vũ lân nói dạ tốt nghiệp rồi mang thiên nói muốn tới học viện trung cấp ở đông hải thành đường vũ lân nói dạ phải ta đang định báo với thúc ta phải tới trường ở đông hải thành không thể tới đây học rèn được nữa mang thiên thản nhiên ta chỉ là thích sự yên tĩnh ở đây nó không có nghĩa là ta không thể rời khỏi đây thực ra chỗ nhận việc chính của chúng ta đều là ở đông hải thành việc học rèn của ngươi không thể bỏ ngang được ở đông hải thành ta cũng có chỗ làm việc ta sẽ cho ngươi một phòng rèn ở đó thỉnh thoảng ta sẽ tới đó chỉ thêm cho ngươi trong lòng đường vũ lân ấm áp lão sư ngài mang thiên nhìn nó đông hải thành là thành lớn thật sự không phải giống kiểu như ngạo lai thành này tức khi đi ngươi nhất định phải hoàn thành bài kiểm tra của ta nếu không không có tư cách tới đó tiếp tục học rèn với ta kiểm tra Đường Vũ Lân ngẩn người, lão sư, kiểm tra cái gì? Mắt mang thiên lóe sáng, nhìn rèn. Đường Vũ Lân vui mừng, lão sư, ngài rút cuộc đã chịu dạy ta nhìn rèn. Mang thiên gật đầu, sau khi ngươi dung hợp hồn linh, sức mạnh bản thân đã tăng lên, chắc đã đủ để duy trì nghìn rèn. Hoàn thành một lần nghìn rèn, coi như ngươi thông qua kiểm tra. Trong lòng mang thiên thổn thức, năm đó, lúc hắn bắt đầu luyện tập nhìn rèn, thì đã là 15 tuổi, đẳng cấp hồn lực đã vượt qua cấp 12. Hơn nữa, võ hồn của hắn còn là chuyên về lực đại địa chi truy 15 tuổi hoàn thành nghìn rèn được vinh dự xem là kỳ tài giới rèn tiếc rằng lão sư chúng ta bây giờ bắt đầu luôn sao giọng điệu háo hứng của đường vũ lân làm mang thiên bừng tỉnh khỏi hồi ức chờ một chút ta dẫn người đi kiểm tra sức lực trước đã mấy hôm nay ngươi đã làm hỏng nhiều linh kiện một là vì tinh thần không tập trung hai là khả năng khống chế lực có vấn đề mang thiên bình thản đúng vậy chính bản thân đường vũ lân cũng biết sức lực của mình có vấn đề khi nó vung tay sẽ tạo ra tiếng xé gió sức lực rõ ràng mạnh hơn hẳn nhưng hắn vì bận đi tìm na nhi nên quên bẵng đi điều này bây giờ lão sư nhắc nhở nó mới nhớ ra không phải sao mấy hôm nay rèn linh kiện bị thất bại cũng chính vì dùng lực quá mạnh mà nên mang thiên dẫn đường vũ lân vào phòng rèn của mình phòng của hắn so với phòng của đường vũ lân thì rất lộn xộn tìm trong đống đồ linh tinh ở góc phòng mới moi ra được cái đài đo sức mạnh dụng cụ kiểm tra sức lực dụng cụ này chế tác đơn giản nhưng đòi hỏi độ chính xác cao. Nó do hai phần ghép lại, phía dưới là một cái bình đài hình vuông, phía trên có một khối hình trụ, đằng sau là một cái cột sắt cao 2 mét, trên cột sắt có một trụ thủy ngân. Để kiểm tra, chỉ cần cầm chùy rèn đập mạnh vào dưới cột sắt, trụ thủy ngân sẽ tính ra và thể hiện sức mạnh tương ứng. Chùy rèn để kiểm tra được quy định thống nhất là nặng 100 cân, dụng cụ kiểm tra sẽ tự động trừ đi sức mạnh do bản thân cái chùy tạo ra. Mỗi năm, Đường Vũ Lân đều làm kiểm tra sức mạnh ở đây một lần. Lần kiểm tra đầu tiên, lực tạo ra là 140 cân, lúc đó nó vừa 7 tuổi, 8 tuổi thì tăng lên 200 cân. Tuy loại kiểm tra này lực tạo ra có liên quan tới quán tính chuyển động của thiết trùy, nhưng tạo ra lực mạnh như vậy thì cũng là khá kinh người. 9 tuổi chưa làm kiểm tra, hôm nay vừa vặn bổ sung. Bắt đầu đi, tay trái trước, mang thiên đưa chùy kiểm tra cho nó. Kiểm tra lực tay của đoán tạo sư chia riêng tay trái tay phải, trước đến nay, lực tay phải của đường Vũ Lân chỉ lớn hơn lực tay trái một chút. Đường Vũ Lân nắm lấy chùy, con ốc tán ở tay chùy ép chặt vào giữa lớp thịt mềm và vết chai trong lòng bàn tay nên cầm rất chặt. Thở sâu, nửa quay người, nó đột ngột vung chùy lên, tất cả sức lực dồn hết vào tay trái, Đường Vũ Lân cảm thấy có một luồng khí nóng từ xương cụt tràn ra, tràn ngập xương sống, chiếc chùy rít lên đập mạnh xuống. Phanh, thủy ngân trong trụ bắn lên cao, tiếng nổ vang làm Đường Vũ Lân và Mang Thiên đều bị ù tai trong tích tắc. Mang Thiên xoa đầu mắt, muốn chắc chắn mình không nhìn lầm thiết bị kiểm tra cũng đã cho ra điểm số. Sức đập, 483 cân, tiếng nói điện tử lạnh tanh, đường Vũ Lân và Mang Thiên ngẩn ngơ. Năm trước kiểm tra, tay phải đường Vũ Lân chém ra 200 cân, đã làm Mang Thiên khiếp sợ, con số này đã vượt qua cả Long Ca. Chỉ ngắn ngủn một năm, lượt tay thằng bé đã tăng hơn gấp đôi, mà đó mới chỉ là tay trái. Một thằng nhóc 9 tuổi, sức toàn lực của một cánh tay đã gần 500 cân, đúng thực là trời sinh thần lực. Tay phải mang thiên cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thường truy chuyển sang tay phải đường vũ lân hít sâu trong mắt mơ hồ có một vòng kim quang hiện lên nó nghiêng người phung cánh tay luồng nhiệt lưu lại tràn vào xương sống tiếng truy đập lần này còn trói tai hơn lần trước mơ hồ còn có cả âm thanh khí bạo oanh cả phòng nhỏ rung rung lần này mang thiên đã chuẩn bị sẵn bị tai lại nhưng lực chấn động mãnh liệt vẫn làm người hắn phải rung lên lực đập 543 cân 543 vượt qua 500 cân rồi. Mang thiên đờ đẫn, tuy đã đoán được sức mạnh của đường Vũ Lân tăng lên, nhưng không thể nghĩ lại tăng tới nhiều như vậy. Hai tay đều có lực nghìn cân, mà chỉ mới 9 tuổi. Đây chính là tiểu quái vật, lực bộc phát đạt tới khoảng 500 cân, đại hồn sư hệ sức mạnh bình thường chưa chắc đạt tới được. Ít nhất trước khi mình đạt tới hồn tôn cũng không đạt tới nổi. Bạn đang xem Long Vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé sao có thần lực trời sinh thế này mà võ hồn lại là lam ngân thảo phải là một loại võ hồn hệ sức mạnh mới đúng chứ nếu võ hồn thằng nhóc là cái dạng búa vậy mới là hoàn hảo đường vũ lân cũng bị sức mạnh của bản thân làm chấn kinh tuy nó không biết hơn 500 cân là nghĩa thế nào nhưng nó biết nhất hoàn hồn sư đồng cấp không có mấy ai dùng hồn kỹ tạo ra được sức mạnh bằng mình lão sư ta ta có thể học nghìn rèn không nó hỏi dò mang thiên tỉnh táo lại gật đầu không ngờ ngươi lại mạnh tới như vậy tới phòng rèn của ngươi đi đường vũ lân trở lại phòng rèn mang thiên lấy ra một khối kim loại màu trắng bạc cái dạng kim loại nào có thể tiến hành nghìn rèn ta đều đã dạy cho ngươi đây là một khối trầm ngân có thể kéo dài và rát mỏng cực tốt còn có khả năng truyền hồn lực rất cao kim loại cấp bậc này chỉ có nghìn rèn mới phát huy được hết công hiệu của nó ngươi dùng nó để thử đi cái gọi là nghìn rèn không phải dùng búa rèn đập xuống nghìn lần đơn giản như vậy mà phải thông qua từng nhịp rèn loại trừ dần tạp chất bên trong kim loại cho tới khi hết tác dụng lớn nhất của nghìn rèn là làm thăng hoa nghĩa là thông qua quá trình rèn làm cho kim loại được thăng hoa mới đúng là nghìn rèn thật sự thí dụ như người sử dụng nghìn rèn ô cương chùy ô cương bản thân thể tích lớn trải qua nghìn rèn thể tích sẽ giảm bớt một phần ba đồng thời cường độ gia tăng hai trăm phần trăm đặc điểm thăng hoa của nó nằm ở chỗ sức nặng gia tăng 30%, cùng là một khối kim loại, chỉ khi sinh ra biến chất thì sức nặng mới tăng lên, chứng tỏ cường độ siêu cao của nó. Ô cương chùy là loại có đặc tính thăng hoa đơn giản nhất, nhìn rèn đến mức tuyệt hảo, còn có thể tạo ra một ít thăng hoa đặc thù, hiệu quả thăng hoa càng tốt, giá trị của nó càng cao, cho nên vật phẩm của nghìn rèn luôn cao hơn trăm rèn ít nhất trăm lần, đạt tới nghìn rèn, đoán tạo sư mới được coi là nhập môn chính thức. Đường Vũ Lân không biết, hai từ nhập môn trong miệng mang thiên chín phần mười đoán tạo sư cả đời cũng không có khả năng đạt tới nghìn rèn không chỉ đòi hỏi phải có sức mạnh mà quan trọng là phải có ngộ tính nhất là cảm ngộ đối với kim loại đường vũ lân ở đây khắc khổ học ba năm nhờ có trời sinh thần lực hôm nay mới có tư cách thường nghìn rèn lão sư lúc tiến hành nghìn rèn có cần kỹ xảo gì không đường vũ lân hỏi mang thiên lắc đầu không có kỹ xảo gì cả ta chỉ có thể nói cho ngươi biết lúc ngươi rèn chính là biến kim loại trở thành có sinh mạng cố gắng mà trao đổi với nó trao đổi càng hoàn mỹ mới giúp người tìm ra được những huyền bí của nó tìm được hoa văn của nó thế nên nghìn rèn còn được gọi là rèn ý niệm mỗi đoán tạo sư khi thực hiện nghìn rèn đều có cách riêng của mình hãy dùng tâm của ngươi để rèn để thể ngộ dạ đường vũ lân gật đầu nó tưởng mang thiên sẽ làm mẫu cho xem nhưng xem ra lão sư không có ý đó mà giao hết cho nó mở bể rèn trầm ngân được đặt vào trong lò bắt đầu đun nóng khối trầm ngân to chừng một xích vuông trầm ngân được sinh ra dưới độ sâu hơn nghìn mét dưới đáy biển là một loại kim loại rất hiếm trầm ngân bản tính cứng nếu nhiệt độ đủ có khả năng kéo dài và rát mỏng là vật dẫn hồn lực cực tốt trầm ngân phẩm chất tốt khi chuyển hồn lực còn có khả năng sinh ra năm tới mười phần trăm tăng phúc nhưng trầm ngân cũng có vấn đề riêng là quá đặc và cực nặng một khối trầm ngân chừng một xích vuông này e là nặng hơn hai trăm cân không chừng tới ba trăm cân nên dù ví dụ số lượng nó có nhiều đi nữa thì cơ giáp cũng không thể dùng nó trong phạm vi lớn vì sức nặng của nó sẽ làm ảnh hưởng tới ứng dụng của cơ giáp chỉ có những hồn đạo khí kích thước lớn và cố định mới thường dùng nó trầm ngân rất ít thấy tại những tòa thành trong đất nhưng những tòa thành ven biển thì lại khá nhiều là một trong những nguồn thu nhập chính của một số tòa thành ven biển cỡ lớn lão sư cho khối trầm ngân này nhìn sơ qua khá là hoàn mỹ màu sắc đều đặn rõ ràng là trầm ngân cấp cao đã qua chọn lọc trầm ngân cứng nhưng sau khi được nung nóng tới nhiệt độ có thể kéo dài và rát mỏng thì mới thích hợp để rèn đường vũ lân cầm lấy đôi nghìn rèn ô cương chùy ô cương chùy vào tay tay cầm lạnh bút làm đường vũ lân tỉnh táo hẳn những uể oải mấy ngày nay đều tan biến sạch trong đầu hắn chỉ có hai chữ nghìn rèn nghìn rèn ô cương chùy toàn thân đen nhánh nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy mặt ngoài chùy có những đường vân hình cánh hoa hoa văn này chỉ nghìn rèn mới có nung suốt nửa giờ trầm ngân mới đạt nhiệt độ rèn được khối trầm ngân được đẩy lên đường vũ lân dùng cả hai cái nghìn rèn ô cương chùy tập trung chăm chú tay phải nâng chùy lên khẽ đập xuống khối trầm ngân một cái tạo nên tiếng keng thanh thúy cú đập khẽ này gọi là thử chùy đoán tạo sư trước khi rèn đều phải thử chùy để kiểm tra tính dẻo của kim loại rèn nhìn vẻ tập trung của nó mang thiên gật đầu thằng bé này cực có ngộ tính tính cách lại trầm ổn thông minh là người truyền thừa y bát của mình phù hợp nhất nghìn dài lần này là một bài kiểm tra quan trọng qua nhiều lần quan sát mang thiên tin rằng thằng bé có khả năng hoàn thành nhất là sau khi sức lực tăng mạnh yếu tố cơ thể không thể hạn chế nó hoàn thành nghìn dài nữa nó năm nay mới chín tuổi nếu hoàn thành nghìn rèn thì đồng nghĩa với việc tạo ra kỷ lục mới kỷ lục nghìn rèn trong hiệp hội đoán tạo sư hiện nay là do một vị đoán tạo sư cấp thánh tượng lập nên khi ấy mới 11 tuổi 3 tháng lẻ hai ngày. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết điều Mang Thiên đang suy nghĩ nó tập trung hết tinh thần vào khối trầm ngân trước mặt tay trái vung chùy đương một tiếng nện xuống khối trầm ngân khẻ này lên chùy tay phải đã nện xuống bên kia tuy chưa làm nghìn rèn bao giờ nhưng sản phẩm trăm rèn do nó tạo ra đã nhiều lắm dù nghìn rèn có như thế nào thì trước tiên cũng phải hoàn tất trăm rèn trước rồi mới tính và trong quá trình trăm rèn đó cảm ngộ đặc tính của nó đường vũ lân chưa bao giờ rèn trầm ngân nên nó rất cẩn thận cảm thụ đặc tính của khối kim loại cả hai chùy không ngừng vung lên nó không dùng toàn lực chỉ dùng ba tới bốn thành sức lực mà thôi hoa lửa bắn ra bốn phía tiếng đập thanh thủy có tiết tấu vang lên rất vui tai khắp phòng rèn rất nhanh chăm chùy đã nện xong sau chăm chùy đường vũ lân cảm giác được loại kim này thực là cứng nó cứng hơn bất kỳ loại kim loại nào nó từng rèn lại còn rất là đàn hồi một chùy đập xuống là lực phản chấn bật lại ngay cứ như khối trầm ngân phản kháng lại việc nện đập nó của thằng bé may mà đường vũ lân không dùng toàn lực nên mới không chế được lực bắn ngược từ chú tạo chùy. Kim loại bình thường nặng 80 cân, với lực đập của nghìn rèn ô cưng chùy 40 cân. Một chùy đập xuống đủ tạo ra một lỗ, nên khối trầm ngân chỉ hơi biến hình mà thôi. Ba năm rèn luyện, làm đường vũ lân luyện được tính kiên nhẫn, nó không hề sốt ruột. Được rèn khối kim loại hiếm thế này, dù không thể hoàn thành nghìn rèn, thì trăm rèn cũng vẫn phải làm được. Lực đập của nó không những không tăng, ngược lại còn hạ xuống, những cú đập liên tiếp để phán đoán hoa văn của trầm ngân cảm thụ đặc tính của nó từng chút một mang thiên mỉm cười thằng nhóc này thực thông minh mình không hướng dẫn nó cái gì thế mà nó cũng tìm ra được tiết tấu riêng cho bản thân đối xử với kim loại hiếm nên làm như đối xử với người phụ nữ mà mình yêu quý trong quá rèn phải che chở nó chứ không phải mù quáng mà đập kim loại hiếm thường có mặt ngoài rất cứng nhưng khi đã nắm được hoa văn của nó thì sẽ dễ dàng tạo nên sự biến dạng dù gõ nhẹ làm mất nhiều thời gian hơn nhưng đó rõ ràng là cách an toàn nhất nhất là khi gặp phải khối kim loại lạ đường vũ lân rất tập trung tập trung tới mức cả người dần tiến vào tới một trạng thái kỳ diệu trừ khối trầm ngân trước mặt thì không còn nhìn thấy cái gì khác hồn lực và sức mạnh đều tăng giúp thể lực và khả năng tập trung của nó cũng tăng lên nó không biết chịu đựng được điều này tinh thần lực của nó sẽ tăng lên nhất định tinh thần lực dưới linh thông cảnh rất khó nhìn ra công dụng nhưng dù có ngộ tính tốt mà không có đủ tinh thần để duy trì thì cũng không thể kéo dài tinh thần lực tăng lên giúp đường vũ lân càng tăng khả năng tập trung khi rèn tinh thần lực của hắn có trị số 38, con số ấy có liên quan tới bản thân và sự chuyên tâm khi rèn trong 3 năm qua một giờ sau khối trầm ngân chỉ hơi biến hình một tí mà thôi sau 2 giờ đã gần đạt tới nghìn lần gõ đập chán đường vũ lân đầy mồ hôi cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn phấn chấn đã qua 2 giờ chưa tạo được thành tích gì cách tiêu chuẩn chết xuất trăm rèn còn rất xa nhưng hắn đã gần như thành công quá trình trao đổi với khối trầm ngân nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra mặt ngoài của khối trầm ngân mỗi góc đều hơi lõm xuống khối lõm có hình tròn kích thước và hình dạng y hệt nhau đó là kết quả sau khi bị nhìn rèn ô cương truy gõ và không biết bao nhiêu lần mỗi một lần phản chấn mỗi một âm thanh vang ra khi gõ và sự chấn động truyền trả lại khi gõ đều nói lên đặc tính của nó cho đường vũ lân đang tiếng đập mạnh lên hẳn làm mang thiên cao mày ngay sau đó những tiếng đập dồn dập vang lên đường vũ lân đã bắt đầu vận lực sau 2 giờ tìm hiểu, đã đến lúc rèn thật sự. Mỗi một lần rèn, cả người hắn rung lắc, dùng lực ở bắp chân để làm điểm phát lực, kéo dài lên tới eo, sau đó tới sau lưng, cánh tay, cuối cùng nghìn rèn ô cương truy hạ xuống. Mỗi một lần nện xuống, lực đánh đều vượt quá 300 cân. Phần dưới lò có nút để điều chỉnh độ lửa, hắn khẽ đạp chân trái, lò được mở ra cường độ lớn nhất, ngọn lửa màu cam sẫm phụt mạnh lên, quân lấy khối trầm ngân đỏ bừng. Nhiệt độ càng cao, trầm ngân có thể kéo dài và sát mỏng càng tốt đường vũ lân đập không đương tay khối trầm ngân bắt đầu biến hình hoa lửa văng khắp nơi mỗi khi cánh tay hắn đau nhức từ xương sống sẽ chuyển ra một luồng khí nóng chảy vào tứ chi làm giảm sự đau nhức đó hồn lực của đường vũ lân tự vận chuyển rót vào hai cánh tay để duy trì sức lực cho nó thời gian dần trôi qua khối trầm ngân một xích vuông bắt đầu nhỏ đi hiệu quả chất xuất trăm rèn từ từ hiện ra phải biết trầm ngân rất đặc nên muốn chết xuất nó làm nó nhỏ lại mà không phá hư hoa văn của nó là chuyện rất khó đường vũ lân không biết mình đập bao nhiêu lần tiếng nổ khi đập xuống đã không còn trong mắt nó mỗi lần nó đập xuống khối trầm ngân hình như lại tỏa ra một lớp hào quăng như nó đang hít thở và nhịp điệu hít thở của nó cùng nhịp với nhịp điệu hít thở của thằng bé xương sống đường vũ lân nóng rực trên làn da khuất sau lớp quần áo của nó đã bắt đầu xuất hiện những đường vân màu vàng nhạt nhưng mang thiên không nhìn thấy hắn đã dồn tất cả lực chú ý vào khối trầm ngân trong đáy mắt đường vũ lân lấp lóe vòng sáng vàng nhìn rèn ô cương chùy trong tay như trở thành một phần cơ thể mỗi một chùy nện xuống khối trầm ngân như đều phát ra một tiếng rên thoải mái tốc độ nện càng lúc càng nhanh khối trầm ngân ngày càng ngưng thực thể tích rút nhỏ lại năm phần trăm mười phần trăm mười lăm phần trăm độ đặc của nó hình như đã đạt tới cực hạn nó không rút lại nữa những cú nện của đường vũ lân bây giờ là để cải thiện hoa văn của nó làm cho hoa văn của nó trở nên hợp lý hơn cả người đường vũ lân ướt sũng mồ hôi mang thiên đứng coi bên cạnh trán cũng ướt đẫm nghìn rèn đây là cảm giác nghìn rèn là đại sư rèn cấp tông tượng mang thiên cực kỳ nhạy cảm nắm bắt được ngay sự hòa hợp của nhịp đánh đường vũ lân vào khối trầm ngân cảm giác này không thể tả thành lời chỉ những ai từng cảm nhận được nó qua nghìn rèn thì mới thấy được vốn mang thiên chỉ muốn đường vũ lân tập cảm thụ một chút về trầm ngân tìm kiếm cảm giác dần trước khi tới học viện trung cấp mới cho hoàn thành nghìn rèn hắn tuyệt đối không ngờ Đường Vũ Lân ngay ở lần đầu tiên tiếp xúc trầm ngân, lại đi thẳng được tới bước nghìn rèn, lại còn tiến tới, được trạng thái này. Cái này chính là nhờ ngộ tính Nga, đứa nhỏ này nhất định sẽ trở thành đại sư. Mất mát lớn nhất trong đời mang thiên là không thể trở thành đoán tạo sư cấp thánh tượng, nhưng nay hắn đã nhìn thấy được hy vọng trên người đường Vũ Lân. Ba giờ sau, đường Vũ Lân chưa bao giờ rèn lâu như thế, với cường độ cao như thế. Bốn giờ, đường tư nhiên đã tới, đứng ngoài cửa phòng rèn. Con trai chờ mãi chưa về, nên ông tới tìm, vừa hay nhìn thấy cảnh đường vũ lân mồ hôi như mưa. Cùng với tết tấu kỳ lạ như đang hòa âm và sự tập trung cao độ của con trai. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy con trai lúc rèn, trông rất thành thục. Nó mới có 9 tuổi, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, nó đã đạt tới trình độ này sao? Đường tư nhiên đã từng được gặp rất nhiều đại sư rèn, hôm nay đã nhìn thấy một phần hương vị đặc hữu của đại sư trên người đường vũ lân. Đường tư nhiên không xông vào, ông biết sự quan trọng của việc tập trung khi rèn của đoán tạo sư mang thiên ở ngay bên cạnh cho thấy về mặt rèn con trai hẳn đã có điểm đột phá hai giờ nữa trôi qua mặt đường vũ lân tái nhợt đường vân vàng trên người từ lúc đường tư nhiên tới thì đã biến mất cảm giác tê dại đã xuất hiện hai cánh tay nặng trĩu biểu thị nó đã tiêu hao sức lực quá độ nhưng nó vẫn không dừng lại nhịp đập vẫn đều đặn dùng ý chí để chống đỡ phải thành công phải thành công không thể dừng bây giờ mà dừng sẽ là thất bại mang Thiền không biết từ lúc nào đã nắm chặt hai nắm tay hắn còn hồi hộp hơn cả đường vũ lân nếu thằng bé có thể ngay từ lần nghìn rèn đầu tiên mà thành công thì chắc chắn sau này mỗi lần nghìn rèn nó sẽ đạt tỷ lệ thành công cao hơn hẳn những đoán tạo sư khác nhưng nó còn chống đỡ được nữa hay không sắp 5 giờ trôi qua rồi dù có là mình cũng phải vận hồn lực tới cực hạn mới làm được đương 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 nghìn rèn ô cưng chùy vì thời gian rèn quá lâu cũng bị nung nóng đỏ nếu không phải nhờ nghìn rèn làm cho nó siêu cứng thì e rằng đã hỏng từ lúc nào đột nhiên khối trầm ngân khẽ rung lên một vòng sáng màu bạc xuất hiện giữa lò lửa biến cả phòng rèn thành một vùng màu trắng bạc đường vũ lân vẫn không ngừng đập vòng ngân quang càng thêm đậm và sáng mang thiên vò tới bên cạnh đường vũ lân trong tay xuất hiện một thanh đao vung tay một cái cứa một đường vào cổ tay đường vũ lân một vòi máu phun ra bắn ngay vào khối trầm ngân đang tỏa hào quang đường tư nhiên buột miệng kêu lên nhưng mang thiên đã lấy tay bịt chặt vết thương cổ tay cho đường vũ lân mắt sáng rực nhìn khối kim kim loại đang rực sáng đồng thời đóng cửa lò lửa máu tươi rơi vào kim loại nóng phát ra âm thanh xèo xèo những tia khói xanh lượn lờ lửa đã tắt lộ ra toàn cảnh khối kim loại khối trầm ngân đã rút nhỏ hẳn lại tỏa màu bạc sáng ngời trước khi được rèn màu bạc của nó không rực rỡ như vậy mà nhìn ảm đạm không hề hấp dẫn chỉ có những đường vân dày đặc trên bề mặt của nó là bóng bẩy, thâm sâu. Cũng là nghìn rèn, nhưng kim loại khác nhau, độ khó nghìn rèn cũng khác biệt. Nếu nói nghìn rèn ô cương độ khó bằng một, thì nghìn rèn trầm ngân độ khó ít nhất là 5, thậm chí là 8. Mang thiên vốn chỉ định cho đường Vũ Lân thử cảm nhận trầm ngân, cảm nhận nghìn rèn, không ngờ sau 5 tiếng đồng hồ, nó lại nghìn rèn thành công. Mà cái nó rèn, là nghìn rèn trầm ngân đó. Sự mệt mỏi làm đường Vũ Lân ngồi phệt xuống đất, mang thiên thuần thục lấy trong người một miếng giống như băng dính dán vào cổ tay nó bằng vết thương lại vị đại sư rèn cấp tông tượng có vẻ mặt rất quái dị khóe miệng giật giật thiên tài quả là thiên tài không vì nó không có võ hồn là trùy mà thay đổi chỉ riêng phần ngộ tính này đã đủ bù đắp tất cả nhìn rèn là một cái hào rộng không thể vượt qua trong mắt đa số đoán tạo sư không ngờ lại bị một thằng nhóc 19 tuổi hoàn thành đây là hạng người gì vậy bạn đang xem Long Vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Đường tư nhiên lao tới, đỡ lấy con trai. Mang thiên im lặng một hồi lâu, mới chậm rãi nói. Thiên tài, đây đúng là thiên tài. Vũ Lân, ngươi phải nhớ kỹ những cảm nhận ngươi đã có được hôm nay. Đối với ngươi, đây chỉ là một bắt đầu. Việc làm rung động cả giới rèn đã bắt đầu. Tiếc rằng, đường Vũ Lân không nghe được lời của hắn. 5 giờ đồng hồ rèn liên tục, nó đã hoàn toàn kiệt sức, bất tỉnh trong lòng phụ thân. Đến khi tỉnh lại, đã thấy đang nằm trên giường mình. Bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu lên giường. Tuy cánh tay không đau đớn, nhưng cả người vẫn còn như nhũn ra, nó nằm im trên giường, cảm thấy rất thoải mái. Nét mặt giãn ra nụ cười, nhìn rèn, chắc là thành công rồi. Thì ra cảm giác nhìn rèn là như vậy. Dù bất tỉnh, nhưng nó vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhất là lúc rèn ở đoạn cuối hình như giữa nó và khối trầm ngân có một sự đồng cảm cảm giác đó rất kỳ diệu trầm ngân như sống lại nó hít thở trầm ngân cũng hít thở mỗi lần búa rèn đều như đang mát xa cho nó làm nó thoải mái và nó truyền tới cho nó tâm tình khoan khoái dễ chịu của mình đến khi sự khoan khoái ấy lên đến cực hạn thì trầm ngân thăng hoa thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất dù không biết chuyện sau đó ra sao nhưng nó biết chắc mình đã thành công. Mình không phải phế vật, ít nhất về phương diện rèn, hơn nữa, làm ngân thảo của mình cũng không phải làm ngân thảo bình thường. Na Nhi, hy vọng muội vẫn khỏe, muội nhất định sẽ gặp lại Kaka đúng không? Kaka sẽ trở nên mạnh hơn, nhất định sẽ đủ sức bảo vệ muội, quyết không để cho ai động tới muội nữa. Na Nhi, muội mau trở về đi, hoặc hãy cho huynh biết muội đang ở đâu, tại sao muội không nói gì rõ ràng đã bỏ đi, huynh rất nhớ muội. Sau này huynh nhất định sẽ tìm được muội, nhất định là như vậy cả người nó ấm áp, nó lại chìm vào giấc ngủ say. Khi tỉnh lại lần nữa, lần này vì đói quá mà tỉnh, sắc trời bên ngoài đã tối sầm, nghĩa là nó đã ngủ gần một ngày một đêm. Phụ thân, mẫu thân, đường vũ lân ngồi dậy, cảm giác mỏi mệt đã hoàn toàn biến mất, nhưng bụng rỗng tuếch, đói tới mức da bụng dán vào lưng. Con trai, con dậy rồi, cửa mở, la nguyệt chạy vào. Đường vũ lân kiêu ngạo, mẫu thân, con đã nhìn rèn được rồi. Vành mắt Lang Nguyệt hồng hồng, Đối với bà, mấy chuyện đó đâu có quan trọng, quan trọng là con bà mạnh khỏe mà thôi. Con trai ngoan, con có thấy khó chịu chỗ nào không?" Lang Nguyệt hỏi. Đường Vũ Lân lắc đầu, "Không ạ, à? con chỉ đói thôi. Mẫu thân, con đói lắm, có cái gì ăn không?" "Có, có, mẫu thân mua cho con một con gà bự, nấu canh gà hầm cho con, đợi con dậy ăn đó. Sư phụ con nói con bị mất sức, tỉnh dậy phải ăn những thứ dễ tiêu hóa." Một lúc sau, Lăng Nguyệt và Đường Tư Nhiên trợn mắt nhìn con trai ăn nhanh như gió cuốn, cái gì mà đồ ăn dễ tiêu hóa, nó thế này, món nào cũng là dễ tiêu hóa cả. Cả một con gà, một nồi canh gà đầy ắp, năm cái màn thầu, hai đĩa rau to, đều đã chui tuột vào cái bụng thằng bé, thế mà nó vẫn còn có vẻ thèm thuồng, đang ăn cái màn thầu thứ sáu. Đi làm thêm cho con chút thức ăn đi, Đường Tư Nhiên nuốt nước miếng, nhìn con trai ăn ngon lành quá, tới mức ngón tay ông cũng động đậy. Lăng Nguyệt vội đứng dậy, Đường Vũ Lân ăn tới say xưa, ăn suốt gần một giờ, mới thỏa mãn thở phào một hơi. Con trai, con sẽ không bội thực chứ. Nếu không phải đường tư nhiên ngăn cản, Lang Nguyệt đã sớm cản không cho đường Vũ Lân ăn nữa. Nó đã ăn quá nhiều so với một người bình thường. Đường Vũ Lân đầy thỏa mãn, vẫn là mẫu thân làm cơm ngon nhất, ăn ngon quá. Đường tư nhiên kéo cánh tay con trai lên xem, trong mắt hiện vẻ kỳ dị. Quả nhiên, vết mang thiên cắt ở cổ tay, hôm qua đã liền lại, chỉ còn một đường kẻ nhỏ đo đỏ. Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ ra, phụ thân, hôm qua con nhìn rèn thành công rồi phải không? Đường Tư Nhiên mỉm cười gật đầu, ừ, thành công, rất là thành công. Sư phụ con khen con không dứt, bảo con tỉnh dậy, thì mau tới tìm thúc ấy. Đường Vũ Lân nhảy xuống ghế, vậy con đi ngay ạ. Lang Nguyệt cao mày, tối rồi, mai hãng đi. Đường Tư Nhiên đứng dậy, nó mới ngủ dậy, không ngủ nữa được đâu, cũng chưa tối lắm, để ta dẫn nó đi, đi sớm về sớm lang nguyệt trợn mắt đầy uy hiếp nếu con trai muội lại xảy ra chuyện gì muội sẽ đổ hết trách nhiệm cho huynh huynh ra phòng khách mà ngủ đường tư nhiên lúng túng sờ mũi nàng cứ làm như nó không phải con ta vậy hai cha con ra cửa thẳng tới chỗ làm việc của mang thiên lão sư con tới rồi đường vũ lân vừa vào cửa đã kêu to nó rất muốn nhìn thấy tác phẩm nghìn rèn đầu tiên của mình hoàn thành nghìn rèn mang tới cho nó cảm giác thành tựu làm bao nỗi buồn của nó thời gian qua đều tan biến mang thiên từ trong đi ra gương mặt thường lạnh tanh dở thấp thoáng nét cười ánh mắt nhìn đường vũ lân đầy hài lòng và yêu thương hắn khẽ gật đầu chào đường tư nhiên rồi nói với đường vũ lân nói đi theo ta khối trầm ngân vẫn còn ở trong phòng đường vũ lân mang thiên không hề lấy nó đi tới xem một chút kiệt tác của người mang thiên chỉ trì trầm ngân nói với đường vũ lân kỳ thật không đợi hắn nói đường vũ lân đã sấn tới chăm chú nhìn tác phẩm của mình so với lúc ban đầu nó nhỏ hơn hẳn màu bạc đậm đà, thâm trầm, nội liễm, có vẻ cổ xưa, mặt ngoài là từng tầng những đường hoa văn gợn sóng, là ở chỗ, khi nhìn nó, đường vũ lân lại có một cảm giác như huyết nhục tương liên. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, giống như khối trầm ngân này là một phần của cơ thể nó vậy. Mang thiên lên tiếng từ đằng sau, nói thật lòng, ta không ngờ ngươi nhìn rèn thành công ngay trong lần đầu tiên. Điều này có quan hệ rất lớn tới tố chất thân thể của ngươi, tới sức lực bản thân ngươi, nhưng quan trọng nhất là ngộ tính khi rèn của ngươi ta không nhìn lầm người về rèn ngươi là thiên tài dù võ hồn của ngươi không thích hợp rèn nhưng ngươi có ngộ tính thiên phú và trời sinh thần lực đã hoàn toàn bù đắp được điều đó đường tư nhiên kinh ngạc nhìn mang thiên hắn hiểu rất rõ người bạn này của mình với tính cách của hắn đưa ra nhiều lời khen như vậy không phải là chuyện dễ dàng mang huynh ngươi đừng làm hư thẳng nhỏ đường tư nhiên cười mang thiên nhìn hắn ta đã rất kiềm chế rồi đúng vậy Hắn còn chưa nói ra hết những lời khen đâu, ít nhất hắn vẫn còn chưa nói. Đường Vũ Lân đã lập nên kỷ lục trở thành đoán tạo sư nghìn rèn trẻ tuổi nhất liên bang. Nếu công bố tuổi và tác phẩm trầm ngân này của thằng bé ra ngoài, nhất định sẽ làm cho cả giới rèn phải xôn xao. Bây giờ đã hiểu thế nào là nghìn rèn chưa? Màng Thiên hỏi Đường Vũ Lân, cách hắn dạy học trò rất đặc biệt, thường không nói nhiều, chỉ đến khi học trò thao tác thực tế có cảm ngộ, hắn mới chỉ điểm vài câu. Đường Vũ Lân gật đầu, hình như nó sinh ra sinh mệnh mỗi một lần rèn ta đều nghe được âm thanh của nó mang thiên lại cười hai hôm nay số lần nụ cười xuất hiện trên mặt hắn còn nhiều hơn cả năm trời cộng lại đúng vậy người nói rất đúng đó gọi là nghìn rèn thành tinh chết xuất trăm rèn nhiệm vụ chính là loại trừ tạp chất còn nghìn rèn chính là mang lại sinh mạng cho kim loại một tác phẩm nghìn rèn chính là một sinh mạng do đoán tạo sư chế tạo ra kim loại có được sinh mệnh mới là thứ vật quý giá nhất có thể thăng hoa ra đặc tính riêng của bản thân nghìn rèn thành tinh đường vũ lân lầm bầm bốn chữ này đôi mắt sáng ngời mang thiên nói đây là tác phẩm nghìn rèn đầu tiên của ngươi trong giới rèn chúng ta có một truyền thống khi đoán tạo sư rèn ra tác phẩm nghìn rèn đầu tiên thì đều phải tiến hành huyết tế cho nó để nó vĩnh viễn trở thành nơi cất chữ cho mình huyết tế là cái gì đường vũ lân tò mò mang thiên nói nếu nói nghìn rèn là mang tới sinh mệnh cho kim loại thì huyết tế chính là khiến nó có được huyết mạch tương liên với ngươi trở thành một phần của thân thể ngươi kim loại nghìn rèn đã qua huyết tế nói về mặt nào đó sẽ sinh ra trí tuệ tương thông với huyết mạch của ngươi để thăng hoa ra đặc tính dương mạnh hơn bên cạnh đường tư nhiên nhịn không được chen vào mang huynh nếu mỗi tác phẩm nghìn rèn đều phải huyết tế vậy đoán tạo sư các người phải mất bao nhiêu là máu mang thiên tức giận không hiểu thì đừng có nói lung tung huynh tưởng nghìn rèn nào cũng đáng để huyết tế à đoán tạo sư phải huyết tế tác phẩm nghìn rèn đầu tiên của mình đây là quy củ ngoài nó chỉ những tác phẩm mình cực kỳ hài lòng và là sản phẩm mình sử dụng thì mới có thể làm huyết tế một khi huyết tế thì khối kim loại đó chỉ có người huyết tế mới sử dụng được mà thôi những người khác sẽ không được nó chấp nhận nếu cứ cư cưỡng ép rèn kim loại sẽ vỡ nó giống như nghi thức nhận chủ vậy bởi vậy thành phẩm nghìn rèn bình thường đều không huyết tế trừ khi khách yêu cầu mình huyết tế thì mới làm vũ lân ta phải nhắc nhở ngươi nếu sau này khối kim loại ngươi tạo ra không phải chính ngươi đặc biệt cần và rèn cực kỳ thành công thì không nên làm huyết tế sẽ làm bị thương nguyên khí vâng lão sư đường vũ lân gật đầu mắt vẫn không rời khỏi khối trầm ngân nó là của ngươi mang thiên khẽ cười đường vũ lân kinh ngạc quay người lại nhưng mà lão sư ta không mua nổi mang thiên nói đây là ngươi đáng được trầm ngân có giá nhưng nghìn rèn vô giá hơn nữa quy củ giới rèn dù đó là tài liệu của ai đưa thì tác phẩm nghìn rèn đầu tiên đều thuộc về đoán tạo sư tạo ra nó có thể tiến hành nhìn rèn đôi ô cương chùy kia ngươi không còn dùng được nữa khối trầm ngân này vừa đủ cho ngươi rèn ra hai cái chùy mới trước khi ngươi tới học viện trung cấp thì chế tạo nó đi ta rất muốn xem tác phẩm nhìn rèn đầu tiên của ngươi có đặc hiệu thăng hoa là cái gì thật đưa cho con đường vũ lân hưng phấn ta cần lừa ngươi hay sao mang thiên tức giận hôm nay tối rồi ngươi về nghỉ ngơi dưỡng sức sáng mai tới đây tự rèn trầm ngân chùy của ngươi hay ra tạ ơn sư phụ đường vũ lân hoan hô cúi sâu người bái mang thiên một cái rồi nhảy nhót bê khối trầm ngân lên nhìn rèn trầm ngân rất nặng đường vũ lân đoán có lẽ phải gần 300 cân nhưng kích thước bên ngoài nhìn không to mấy mấy ngày kế tiếp đường vũ lân hoàn toàn đắm chìm vào việc rèn rèn mang tới cho nó cảm giác thành công tạo nên động lực cho nó nó không biết lúc nó hoàn thành nhìn rèn mang thiên mới chính thức công nhận nó không giao nhiệm vụ cho nó nữa mà dốc lòng chỉ bảo cho nó ba ngày sau nghìn rèn trầm ngân chùy rút cuộc đã hoàn thành nhìn cái chùy trên bể rèn đường vũ lân đầy thỏa mãn khối nghìn rèn trầm ngân mới chỉ là phôi cái chùy này mới là tác phẩm nghìn rèn đầu tiên thực thụ về kiểu dáng nghìn rèn trầm ngân chùy không khác gì ô cương chùy kích thước tương đương nhưng sức nặng lại nặng gấp mấy lần nếu không phải sức lực đường vũ lân đã tăng vọt muốn vung nó lên cũng không phải chuyện dễ dàng nghìn rèn dàn trầm ngân chùy có vẻ ngoài rất bình thường phải nhìn kỹ mới thấy những đường vân của nó trải khắp thân và cán chùy tới từng góc nhỏ bên trong đường vân như đang tích trữ nguồn sức mạnh dồi dào cán chùy có những vòng đường vân hình đinh ốc kéo dài xuống chót từ hình cầu phần đuôi được phát dần lại thành hình nhọn chọn ba ngày mới chú tạo xong thử xem xem đặc hiệu của nó là cái gì mang thiên nói vẻ mong đợi dạ đường vũ lân gật đầu hai tay cầm lấy hai cây nghìn rèn trầm ngân chùy sau khi rèn chùy cháy nặng 152 cân chùy phải nặng 166 cân. Đừng để kích thước bên ngoài bình thường của chúng mà làm lầm, sức nặng của chúng tuyệt đối phải dùng hai chữ kinh người để hình dung. Đường Vũ Lân vừa nắm lấy cán chùy, hồn lực cho người lập tức bộc phát, nối liền hắn với đôi trọng chùy. Đường Vũ Lân tuy đã khỏe hơn, nhưng nếu đơn thuần chỉ dùng sức lực bản thân để dùng cặp chùy này để rèn thì vẫn không đủ. Hắn mới chín tuổi, dù trời sinh thần lực cũng có hạn chế nhất định. Nhưng khi cảm giác huyết mạch tương liên truyền tới, đôi trọng chùy rõ ràng nhẹ đi, hắn vững vàng cầm chúng lên một khối kim loại từ trong lò rèn được lấy ra đường vũ lân tập trung tinh thần tay trái khẽ gõ vào nó một cái đinh 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 ba tiếng giòn vang vang lên đường vũ lân ngẩn ngơ con người mang thiên rụt lại thử lại lần nữa mang thiên vội nói đường vũ lân lại dùng tay trái gõ nhẹ cái nữa đinh 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 vẫn ba tiếng giòn vang đập mạnh mang thiên trầm giọng quát đường vũ lân vung tay phải cú đập nện xuống ngay lập tức đương 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 ba tiếng giòn vang vang lên lần này vì đập nhanh và mạnh đường vũ lân cùng mang thiên đều nhìn thấy rõ ràng ngay khi chùy nện xuống đằng sau nghìn rèn trầm ngân chùy xuất hiện hai tàn ảnh hai tiếng nổ sau là do chúng tạo thành cái này là đường vũ lân mờ mịt nhìn mang thiên mang thiên ngẩn người giọng thất thanh đặc hiệu trồng truy lão sư trồng truy là gì mang thiên nhìn hắn ánh mắt cổ quái nhà ngươi đúng là tiểu quái vật ngay cả ta cũng chưa bao giờ rèn ra được đặc hiệu trồng trùy. Mang thiên hít thở sâu, cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, hắn đã nghĩ nghìn rèn lần đầu của đường Vũ Lân có lẽ sẽ tạo ra đặc hiệu rất tốt, nhưng không thể ngờ lại ra được đặc hiệu cực phẩm. Đoán tạo sư khi hoàn thành tác phẩm nhìn rèn đầu tiên sở dĩ muốn tiến hành huyết tế. Chính là để tác phẩm đó xuất hiện đặc hiệu tốt, giúp kim loại có huyết mạch tương liên với đoán tạo sư, để đặc hiệu lên tới cực hạn nên đại đa số đoán tạo sư khi làm tác phẩm nghìn rèn đầu tiên đều là làm chủy rèn cho mình và dùng chúng cả đời. Đường Vũ Lân là người thông minh, nó hiểu ngay, thì ra lão sư lúc đưa khối trầm ngân là đã có ý định tặng nó cho hắn. Trầm ngân giá bao nhiêu nó không biết, nhưng chắc chắn là rất đắt, nhất là đây lại là một khối trầm ngân nguyên vẹn đã được chế xuất. Mang Thiên tiếp tục nói, trong các đặc hiệu nghìn rèn, có một số loại là đặc hiệu cực phẩm. Đặc hiệu cực phẩm chỉ phát huy hoàn mỹ, khi có hình thái thích hợp, ta đã từng nói với ngươi, kim loại nghìn rèn chỉ có lúc tố hình lần đầu tiên mới đạt trạng thái tốt nhất nếu giải lại thành hình thái khác đương nhiên sẽ phải phá hư kết cấu bên trong nên làm ảnh hưởng tới phẩm chất nên những thành phẩm nghìn rèn ngay trong lần tố hình đầu tiên có đặc hiệu cực phẩm rất là hiếm đường vũ lân đã hiểu ý lão sư ý của người là đặc hiệu trồng chùy của trầm ngân chùy của ta là cực phẩm đặc hiệu và đặc biệt thích hợp cho trầm ngân chùy mang thiên gật đầu ta có phần ghen tị với ngươi đặc hiệu cực phẩm huyết tế rồi chỉ có ngươi sử dụng được thôi cái gọi là trồng chùy chính là mỗi lần nện kích, bản thân kim loại sẽ thông qua sự cộng hưởng với đoán tạo sư tạo ra lần nện thứ hai, có khi được tới lần thứ ba. Người đạt được trồng chùy chính là mức độ trồng chùy mạnh nhất. Nói đơn giản, lúc người làm trăm rèn, ba lần trồng trùy ít nhất sẽ giúp người tiết kiệm một nửa thời gian. Hai lần trồng chùy sau, lần thứ nhất đạt bảy thành sức lực, lần thứ hai đạt năm thành. Đến khi người kiểm soát được hiệu quả trồng trùy, thì tương lai khi rèn, dù người rèn cái gì, cũng là làm chơi ăn thật. Đường Vũ Lân nói, đặc hiệu trồng trùy có dễ kiểm soát không? Mang Thiên nói, vốn là không, nhưng ngươi đã làm huyết tế, như hiệu quả huyết mạch tương liên, việc kiểm soát này sẽ dễ dàng hơn. Huyết tế giúp người rèn và kim loại có liên hệ huyết mạch, nhưng kim loại đó phải do chính tay hắn rèn, nên huyết tế nhìn rèn chính là làm riêng cho đoán tạo sư. Dù có rèn nó cho người khác, để người đó huyết tế, thì đối phương cũng phải có năng lực rèn ra thành phẩm mới được. Cho nên huyết tế không được dùng tràn lan trong giới rèn, ngay cả bản thân đoán tạo sư cũng chẳng mấy khi dùng tới nó người phải luyện thật giỏi cố gắng kiểm soát được trồng chùy mang thiên nghiêm túc nói còn nữa trước mặt người khác phải cố gắng không dùng chùy này để rèn trong giới đoán tạo sư cạnh tranh cũng rất kịch liệt trước khi ngươi có khả năng bảo vệ chùy rèn cực phẩm huyết tế của mình thì không được để nó lộ ra ngoài hiểu chưa đường vũ lân cái hiểu cái không gật đầu nó biết lão sư nói như vậy đều là để tốt cho mình cái này tặng cho ngươi mang thiên xòe bàn tay trong bàn tay có hai cái vòng kim loại hai cái vòng này cũng có màu trầm cũng là nghìn rèn trầm ngân chế tạo mà thành kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé lim tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người